3 triệu cây dưới. Con này nó phải 2 mét đấy nhỉ? Từ từ 1m8 từ 1m8 nhỉ. Tính cả chậu là cũng khoảng gần 2 mét. Đây. Một cây dưới. Quá đẹp. Phiên không phải phiên chợ nhưng cuối tuần là vẫn ngồi đấy đúng không? Ngồi hay quá. Đây. Bên tí cho cái màn hình sáng tí. Này nữa. Này thì chắc là mẫu tử thì đúng hơn nhỉ? Đó. Các bạn để đứng xa xa tí để nhìn thấy hết kìa. Đó. Dưới 3 đồng à? 3 đồng bán để được 2 triệu rưỡi bán. Đấy. Kinh tay nó vuông kinh không? Phần tắp. Em làm ở đâu? Đấy, ra. Làm ở đâu? Tận trên Hoàng Quốc Việt kìa. Sao không? Xa lắm, nhưng hôm nay em được nghỉ, nay đi chơi. Cái dưới đẹp. Cái dưới rất đẹp. Cứ phải lùi xa xa mới nhìn rõ. Đó. Quay đằng sau cánh này. Cuối tuần mà quan hệ với ông anh đi chơi. Nuôi tốt đấy. Nuôi. Đấy, so với cái xe máy rồi. Xe máy chỉ vừa đến nửa. Chân bệ rất đẹp. Chân bệ rất đẹp. Rất đều. Bên dưới tốt đấy. Đấy. Lại đọc luôn số xem có bác ạ. Đọc luôn số, lại đọc luôn số là nó lưu ở đây luôn. 0936. Đấy, chủ phê 0936 này. 80 6659. 6659. Đấy. Đấy, ông nào thích thì cứ alo luôn. Sợ toàn ông ở xa thì ngại lắm. Thiện chí alo nhá. Đấy, giá thì biết rồi đấy. Ôi giời, cái dưới này kinh quá. Đấy là cái dưới. Hoa hồng kia là mấy đồng nhá? 500. Tiếc quá, nếu đằng sau nó ổn tí thì hay quá. Mấy mua 300 đây rồi. Không phải ý là đằng sau nó ổn thì hay quá. Đó. Ai ở Lộc Vương. Linh Sam, cái này chỉ rẻ thôi, muốn bày bày đấy thì rẻ lắm. Linh Sam. Vâng. Các bác ngồi đây thì rẻ nhất ở chợ rồi, không có ở đâu rẻ hơn được nữa. Alo lấy hàng là yên tâm nhất rồi. Không bao giờ bị đắt. Linh Sam. Hàng cầm tay xem. Găng tu hú. Lũa rất đẹp. Đó. Cái đa này nhiều tiền không ạ? Đa 8 đa 8 đa. Đa dài đấy.
này để xinh xinh thì hay quá, đẹp quá. Ép lá nhỏ này rồi. Ấy giết rất nhiều. Nhiều rất quái. Đấy. À, Tết nhất đến nơi mua về mà chơi thôi. Làm gì nữa? Đây là cái gì đây? Cây dạ hợp. Nghe lại lần đầu tiên nghe cây này. Dạ hợp, cây hoa thơm. À, nó là hoa. Dạ hợp, tên hay quá. À, chưa biết cây này. Đi lò mò mẫm bao lâu mà chưa biết cây này. Chưa nhìn thấy bao giờ. Dạ hợp. Hoa nó như thế nào không biết. Đấy, hoa hồng đẹp chưa? Tết này chơi hoa thích. Hoa hồng. Đẹp đấy, tốt thôi. Đang rẻ. Chả biết giống hồng này nó gọi là hồng gì nhỉ? Trứng, hồng trứng. Không chuyên nên chả biết. Cái thay nó đẹp là tìm gì. Hồng trứng. Ừ. Nhưng mà hoa rất xinh, rất nhã nhặn. Hồng trứng. Hồng trứng. Đấy, ở chợ là chợ giờ nó lại thành chợ hoa rồi. Ra mua bonsai vẫn thích hơn. Bình xàm. Bình xàm giá ngon. Thiên nhiên. Mặt sau cây đa. Cây đa 1 triệu nhá. Cũng của bác. Cũng của bác thủ đấy. Đó. Liền thân đấy. Thế mới hay. Liền thân đấy. Lâu năm rồi, trên chậu lâu năm rồi. Mặt trước thì mình nhìn mình khó thấy, mặt sau thấy là liền thân nhá. Liền thân. Không phải phiên chợ nhưng mà cũng bán. Dạ vâng, kệ. Cứ ngồi đi. Đó. Xem nó có dày nụ không. Dày nụ thì lấy được thì đang rẻ. Hồng trứng. 2, 3, 4. Không nhiều nụ lắm. Hoa thân này. Đấy, thân biết khá hay. Sạch sẽ. Trứng. Kia kìa, cây dưới kìa. Đằng kia còn nhiều hoa hết đó. Bây giờ chợ cây trở lại như mọi năm là chuyển thành bắt đầu bán hoa lan rất là nhiều. Chợ ống ngạn tấp nập, ra xem mua hoa hết các loại hoa thích lắm. Không chỉ riêng hoa lan mà.
chủ yếu là nhiều hoa lan, lan các loại và các loại hoa khác. Chợ đang rất là tấp nập ở góc kia đi. Đó, hồng chính, cây này khá hay, cái bông này vừa nở. Đó, hồng phôi. Nhiều loại hồng khác nhau lắm bên này đấy. Cái chậu to này thì bao nhiêu tiền ạ? To đấy ạ, 4,5 triệu. À vâng. Mua được cái bác. Này chơi này thích ôm tùm lúc nào hoa. Ngày xưa như hồng này tôi gọi là dạy, nó lên nhiều hoa. Nhưng mà hôm nay đằng cuối chợ kia, đằng này thì không nói, đằng này nó ít tấp nập, đằng cuối chợ nó có không gian ấy. Hoa nhá, bày nhiều la liệt và người ta đi chợ tấp nập lắm. Cả không những là hoa mà còn cả cá nữa, các loại lan và bày thành quầy như triển lãm ấy, như hội chợ bác nhá. Nhiều loại hồng quá, hoa cả mắt đấy, làm cho hoa hồng nghe luôn. Đấy, mấy trăm nghìn một chậu nhỏ nhỏ thôi bác nhá. Rồi, để rồi.